bạn bạn chơi á, mà bạn ở dưới đây mình cũng là đang mừng. Mừng cái gì á? Mừng cái gì em? Mừng thiệt. Mừng thiệt nhau á. À ok. Tại anh không hiểu á, anh cái, anh hơi dối ra. Thế nên bạn đặt cái gác cái bạn nói xong chưa đã mất tiểu quá à. Xong chưa đã mất tiểu quá à. Mày nhầm. Vì tình hình dịch khá là căng nên Lộ Lộ chưa thể xuất hiện ở Sài Gòn và tham gia vào chương trình quay hình ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại Lộ Lộ nhé. Xin mời quý vị hãy đón chào cặp đôi Thành Công và Bảo Kỳ. Xin mời chương trình nối máy ạ. Rồi, chào hai em. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Chào anh ạ. Rồi, chào Tư. Thế hai bọn em giới thiệu lại về tên tuổi, nghề nghiệp và quê quán của mình đến khán giả của chương trình Love Queens Vì Yêu Mà Cưới nhá. Xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào anh Tuân cũng như là ekip của chương trình. Thì em tên là Phạm Đình Công và hiện tại em đang ở Cần Thơ. Em tên là Bảo Kỳ, hiện tại em cũng là Cần Thơ và em kinh doanh chung cùng với Thành Công. Rồi, anh biết kinh doanh gì luôn rồi, mỹ phẩm đúng không? Anh thấy post bà trên Facebook quá trời quá đất đi. Trời, con đâu thấy cảnh này. Cầm ly uống rượu nói này nói kia, chồng con vất vả sớm phía, những lúc rảnh rỗi mới rượu bia giải sầu. Cái cơ duyên nào đem bọn em đến gặp với nhau? Thì em với lại Bảo Kỳ quen nhau vào ngày 23 tháng 4 năm 2015, đó là ngày chính thức. Nhưng mà trước đó là khoảng một tuần tụi em có gặp nhau ở trong phòng thi. Lúc đó là Kỳ là người mới, còn em thì là cũng đã tập rất lâu rồi. Khi mà Kỳ gặp Kỳ thì là Kỳ đi cùng với một bạn khác. Thì em nhìn vào, em nhìn thấy bạn đó là em biết là bạn đó là gay rồi, nhưng mà nhìn Kỳ thì không biết. Và em có đặt một dấu chấm hỏi là không biết là Kỳ với bạn đó có phải là người yêu của nhau hay không. Khi mà Kỳ vào tập thì làm quen thì mới biết là bạn đó chỉ là vào tập chung thôi, chứ không phải là hai người đó quen nhau. Thì sau khoảng thời gian tập thì nói chung là cũng bắt chuyện qua lại. Rồi tới ngày 23 tháng 4 thì em có được Kỳ đi xem phim. Thật ra là trước đó là Công đã có đủ em đi xem phim một lần rồi, nhưng mà em từ chối. Chúng mình ngại đi người làm. Nhưng mà thôi lần sau thấy cũng có kiểu như là cũng có là thôi cũng đi luôn. Đã nghe ấn tượng của Công đối với Kỳ lần đầu tiên gặp rồi, còn ấn tượng của Kỳ với Công thì sao? Và ngoại hình rất là dễ thương, rất là nói chuyện, rất là tình cảm, rất là ấm áp. Là kiểu như mình đang tập nghiêm á, cái lại hỏi mình sao không đeo bao tay, không đeo bao tay á, thì tập cái tay nó bị chai làm sao nắm tay người yêu. Thì tập cái tay nó bị chai làm sao nắm tay người yêu. Đó, lúc đó là rất từ lúc đó luôn. Anh vẫn còn nhớ cái chi tiết mà hai bạn đi xem phim tôi rửa đút bắp cho nhau ăn đúng không? Anh nhớ không có dạ, sai đúng không? Thì cũng giống như là đã kể bên Somehow rồi đó. Thì em muốn kể sâu hơn tí nữa, đó là khi mà vào trong gặp chiếu phim là thật sự là không biết là cái bộ phim đó là bộ phim gì luôn. Phim rất là nổi tiếng luôn, Avenger năm 2015. Phim đó rất là hay luôn, nhưng mà phim bom tấn không được coi. Nhưng mà hình như ở chỗ mà em ngồi có một cái chuyện còn bom tấn hơn phim đúng không? Đang ngồi coi phim một tí xíu thì em đút bắp cho Kỳ, rồi Kỳ đút bắp cho em. Xong rồi hồi cái em lấy tay khều khều nắm tay của Kỳ. Rồi xong rồi Kỳ quay qua nhìn em một hồi là kéo em vào hôn cho tới cuối phim. Không biết của em rất là hoang mang. Tại vì cái nụ hôn đó là nụ hôn đầu của Kỳ á. Xong rồi thêm một cái nữa là hết phim rồi đi ra khỏi gặp. Rồi còn phán thêm một câu nữa là có tin là tôi hôn ông ngay tại đây không? Nói xong rồi cái em đi cái xe về luôn. Không dám. Rồi sau đấy có đi xem phim tiếp không em? Tại vì ở trong rạp chiếu phim có vẻ thiên thời địa lợi nhân hòa quá ha. Qua ngày hôm sau là bạn Công mới nghe nhạc thầm nhắn. Chưa. Cái tối hôm đó là em đã định rủ về rồi. Là lúc đó là em đi chung với lại bạn thân của em. Còn Kỳ thì chạy series cặp bên. Bắt đầu kiểu giống như là em dọ em ghẹo á. Em nói là Kỳ có muốn xin số của bạn Thành Tân không? Tại vì Tân nó cũng thương lắm nè, xin số của Tân nói chuyện cho vui. Cái Kỳ nói ok vậy cho số đi. Cái sau em tức quá trời nó rồi bị bỏ cái ủ về nhà luôn. Lúc đó gọi là một cái là em muốn ngây thơ, em không có biết gì hết trơn. Tại vì thấy bạn bạn của Công á thì hỏi có muốn lấy số điện thoại không, em nói ừ cũng được.
Mà xong rồi ông này ông đen ngầm đâu có biết đâu, tự nhiên ông giận ông quạo hồi nào cũng hay. Là tối hôm đó cũng như là có những hai của anh. Rồi hai bọn em có Facebook của nhau không hay là có tương tác với nhau trên mạng xã hội vào thời gian đấy chưa? Cái khoảng thời gian đầu á, lúc mà hai đứa gặp nhau tập trong cùng stream á thì không có nói chuyện trên mạng xã hội. Nhưng mà thật ra là Kỳ sử dụng một cái nick nó khác, rồi nhắn tin cho em là để kiểm tra coi em có phải gay không. Bắt đầu vô là đọc hết tiểu sử của em luôn, là em sinh năm bao nhiêu, cung hoàng đạo là gì, thích cái gì. Nói chung là kể ra hết tất cả những cái lý lịch của em. Rồi xong còn nói là tại vì anh thương em quá, anh yêu em quá rồi. Mình nói anh cũng học ở cùng khoa với em nè. Rồi xong rồi còn hẹn em nữa, 3 giờ chiều ngày hôm nay anh đứng trước cửa lớp của em để anh tặng quà cho em nha. Làm cái trong buổi đó là em đứng ngoài trước cửa, em cứ nhìn hoài, đợi hoài luôn mà không có thấy Kỳ. Cái sau cái khoảng thời gian đó là coi như là cái nick ảo đó gọi là biệt tâm luôn. Coi như em cũng bỏ qua, em cũng không có liên lạc tới nữa. Mãi sau này khi mà quen nhau khoảng 2-3 năm rồi, Kỳ mới nói là cái nick ảo đó là Kỳ tạo ra để con coi em có phải như vậy. Ôi trời đất ơi. Khi mà Công rủ Kỳ về nhà là để đánh dấu chủ quyền đúng không? Nếu anh nhớ không lầm thì câu chuyện của bọn em là câu chuyện đầu ăn phải không? Dạ. Là sau một tuần là em ngủ về anh thị tẩm xong rồi cái là em tắt phòng luôn. Thì đó. Là cái lần đấy cũng là cái lần đầu tiên của Kỳ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mà tốt hết hả em? Dạ cũng không nói chung là nó rất là ngộ. Dạ tại vì trước đó là em quen với mẹ bằng kia là em là trên. Và sau khi mà cái mối tình cuối cùng của em trước khi quen Kỳ là em cỡ một năm mấy em không quen hết. Em đâu có chuẩn bị dụng cụ gì ở nhà hết đâu. Chỉ có sẵn một cái tép kia thôi. Rồi không có cái gì trơn hết. Thì bắt đầu mới suy nghĩ tới bây giờ sao ta nghe trên mạng ta nói là dầu ăn hay sao. Cái lúc thầy quá, tiếp em, thầy quá. Mẹ em nói, trời ơi, dầu ăn cái đó dơ lắm, ngày sau dơ. Lotion cũng được gì, tiếng dầu ăn gì. Đã nói là không có cái gì cả mà. Không có cái gì cả luôn. Đã là không có cái gì cả. Dạ. Đẹp chị, là gì chị nữa. Bình tĩnh để bạn kể nào. Cái xong em thấy em hay đắp mặt bằng dầu ô liu. Thì thôi nghĩ tới cái đó, chắc một sáng tạo. Cái xong lần đó sử dụng cái đó mà không có được suôn sẻ. Sau cái chương trình thông eo vừa rồi là cộng đồng mạng là đặt hai tụi em là thánh ô liu, đi đâu cũng hỏi là bây giờ còn xài ô liu không anh, bây giờ còn xài ô liu không anh. Thế bây giờ em trả lời cho mọi người luôn đi, còn mình còn xài không nào? Bây giờ là không còn xài nữa. Rồi sau cái ngày mà mình rủ nhau về nhà á, đến đâu thì đến rồi đúng không, tất cả mọi thứ. Sáng ngày hôm sau bọn em còn nhớ cái cảm xúc của mỗi người không? Sau cái đêm đó thì thức dậy thì kiểu như là hơi buồn, hoang mang rất là nhiều. Cái thứ nhất là mình từ ở vị trí ở trên mà mình xuống dưới và mình lại gặp cái cảnh nó hơi trớ trêu như vậy. Cảm thấy đau rồi. Và khi mà buổi sáng xong nữa là Kỳ cũng về quê nữa, bỏ em một mình ở Cần Thơ. Thì sáng hôm đó khi mà thức dậy rồi hai đứa đi ăn phở, sau đó Kỳ nói là Kỳ về quê. Còn em ở trên này, tâm lý của em nó kiểu như là nó rất là hoang mang, rất là buồn. Rồi mình trong đầu chợt có một suy nghĩ là nó chắc mình không có thể nào nằm ở dưới được. Hai đứa nhắn tin qua lại rồi cãi nhau xong cái em chặn nick luôn, em xóa các bạn, chặn nick luôn. Cãi nhau về chuyện gì em? Cãi nhau chuyện gì nhớ. Thứ nhất là do Công là cũng như anh nãy giờ là chia sẻ là Công hoang mang, riêng em cũng hoang mang nữa. Tại lúc đó là em đang quen một bạn gái. Mà nói chung là những cái việc mà về tình dục này kia là nào giờ là em không có luôn. Em chưa biết luôn, lúc đó mới 19 tuổi à. Rồi là lần đầu tiên của em luôn. Công mới nhắn cho em là nói thôi, đang có bạn gái rồi, chắc không quen đâu. Và chặn luôn, chặn nick luôn, không cho mình kịp nói gì trơn ha. Nhưng mà khoảng cỡ 1 tiếng, 2 tiếng sau mở lại. Rơi vào lưới rồi làm sao mà thoát được em? Lúc mà mở lại em chưa có nói gì hết luôn, là Kỳ bay vào nói nguyên một cái sớ văn này. Ông khác lắm, tại sao mà ông làm cho tôi thương ông, ông yêu ông rồi xong rồi ông bỏ tôi như vậy. Về cái hoang mang của Công đi, ví dụ mình đang ở trên, sau đó mình xuống dưới. Khi mà mình có cái trải nghiệm không tốt á, bị đau chẳng hạn, thì sau đấy bọn em giải quyết với nhau như thế nào? Biết như thể nào có thể là mình làm quen, hoặc là có thể là mình thỏa thuận là mình sẽ không phải đến mức cuối cùng, mà bọn mình chỉ dừng ở một cái điểm nhất định để cho cả hai đều thoải mái và không bị đau chẳng hạn như vậy. Em nghĩ như vậy nè, theo thời gian á thì Công cũng quen dần và em cũng có kinh nghiệm dần nên cái việc đó em thấy cũng rất là dễ.
sau cái lần đó thì cái lần thứ hai là em thấy nó dễ rồi. Không, kỳ giống như là một trang giấy trắng á, kiểu giống như là em phải hướng dẫn vay là đầu tiên là phải như vậy rồi sau đó là vậy. Không mà kiểu như Kỳ thông minh lắm anh, như là em muốn làm cái chuyện đó thì em phải làm trước với Kỳ. Thật ra không phải là Kỳ quá thông minh đâu, nhưng mà là Công có quá nhiều kinh nghiệm truyền đạt đó. Sau khi mà Công với Kỳ giải quyết được mâu thuẫn và quyết định quen nhau thì Kỳ còn tiếp tục quen bạn gái đâu mẹ? Cũng còn, lúc đó cũng còn khoảng cái đó là gọi là duy trì thêm được khoảng 1 đến 2 tháng là em dứt hoàn toàn luôn. Như là bạn gái mình bỏ từ từ á, bỏ liền sợ người ta chịu nổi. Có bao giờ Công có cái cảm giác là bị đấu tranh tâm lý không? Hoặc là mình tiếp tục trở thành một người thứ ba, ví dụ như thế đi. Hoặc là mình thấy Kỳ tiếp tục quen với cô bé kia và mình cảm thấy buồn. Tâm lý của em dạ, có đúng không? Lúc đó tâm lý của em nói chung là nó cũng đứng giữa hai cái cạnh. Một là tình yêu, hai là bản thân em thấy xong á, lúc đầu yêu em á chưa có đặt nặng tình cảm, kiểu như quen chơi. Lúc mà biết em có bạn gái á, Công vẫn quen chơi thôi chứ chưa có đặt nặng tình cảm. Rồi lúc mà trong cái thời gian mà Kỳ vẫn song song quen hai người đi ha, thì Kỳ có đi chơi qua lại với bạn gái kia không? Và khi mà Kỳ đi đó thì cảm giác của Công như thế nào, Công nhớ không anh? Nói chung là dành thời gian cho hai bên. Nhưng mà lúc mà đi thì Công cứ đi ra ngoài và chụp hình buồn với mình như vậy đó. Kiểu đó cũng là một cái chiến thuật. Không, nhưng mà thật sự là lúc đó cũng buồn thiệt mà. Đúng rồi. Tại vì trước thì là cỡ khoảng một năm mấy rồi em đâu có quen ai đâu. Rồi sau này có cảm giác quen một người, có một người để quan tâm lo lắng, rồi bây giờ cũng thấy người ta đi chơi vậy mình tu buồn. Đúng rồi. Cho anh hỏi cái này hơi tế nhị một chút nha. Khi mà ở vị trí một người con trai thì Kỳ đã giải quyết cái vấn đề tình cảm giữa em và cô bạn gái đấy như thế nào? Tại vì á, một cái người con gái á, khi mà mình chia tay họ, anh nghĩ là mình sẽ phải sắp xếp ổn thỏa cho cái cảm xúc của họ. Dạ đúng rồi. Thì cái thời gian mà em giải quyết cái vấn đề giữa ba người đó là 2 tháng. Sau khi giải quyết đó thì bạn gái bạn cũng biết về Công luôn. Và tụi em kiểu như là lúc mà biết ra rồi á, thì bạn gái rất là chấp nhận luôn. Kiểu như trước đó mà chưa có biết em quen với Công á thì còn nghi ngờ có người thứ ba này kia. Xong rồi biết là kiểu như mình đang quen với Công á thì tự nhiên thân luôn. Ba người ngồi chung mà làm đụng văn chung luôn anh. Công kêu bạn đó làm chị hai luôn. Kỳ giỏi quá trời luôn đó. Nhưng mà em còn nhớ cái ngày mà em quyết định chia tay với bạn gái đó không? Bạn nó có buồn và khóc nhiều không em? Bạn đứng ở ngoài cổng trường á, mà trời mưa, nhắn tin cho em á mà em không dám coi, gửi clip cho em không dám coi luôn, gửi tới đâu là em xóa tới đó luôn. Rồi bạn đã cứ đứng đợi em hoài như vậy luôn. Đấy, cái buổi đó là coi như là buổi cuối cùng. Và bạn nhắn cho em là bạn nói là nếu mà không ra là về quê lấy chồng. Bây giờ bạn cũng có chồng rồi, bạn cũng có con rồi, rất là vậy, hạnh phúc. Mà tụi em cũng giữ liên lạc với nhau. Là một cuộc chia tay mà bốn người hạnh phúc đó. Câu chuyện tình yêu của bọn em đi. Bọn em sống với nhau từ lúc nào? Chắc khoảng một tuần lúc mà từ lúc coi phim khoảng một tuần là tụi em về. Ok. Rồi ban đầu khi mà em lần đầu tiên về nhà người yêu ở đó Kỳ, thì em có lo lắng nhiều không? Thực ra thì em cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Tại vì lúc đó là ở trọ thì mình dọn về mình cũng chia tiền, nên em thấy cũng bình thường, không có gì lo lắng hết trơn. À là lúc đấy là Công đang ở một mình, sau đấy là Công rủ Kỳ về ở cùng. Dạ không, lúc đó em ở chung với bạn. Khi mà Kỳ dọn về nhà Công ở và thấy có một người con trai ở đấy, Kỳ có suy nghĩ gì không? À, như em nói với anh đó, em là suy nghĩ rất là đơn giản, em không có suy nghĩ nhiều. Nên em thấy em nghĩ là bạn thôi, chắc không có gì đâu. Với lại khi các bạn ở chung với Công á, cũng là dưới, cũng tương tự với Công thôi. Ok. Không có ghen. Rồi khi mà bọn em về ở cùng với nhau nha, ở ba người như thế, thì những cái sinh hoạt riêng tư của bọn em á, có ảnh hưởng gì đến bạn kia không? Bình thường thì thấy không có ảnh hưởng nhiều anh. Tại vì bạn đó kiểu như là cũng ham chơi game á, nên là cứ cài game từ sáng cho tới tối luôn. Rồi tụi em thì ví dụ như có gì thì đi xuống dưới, bạn ở trên gác. Có lần em nhớ là bạn chơi á, mà bạn ở dưới đây mình cũng là đang mừng. Mừng cái gì á? Mừng cái gì á? Mừng thiệt. Mừng thiệt nhau á. À ok. Tại anh không hiểu á, anh hơi đủ ra. Thế là bạn đặt cái gác đó, bạn nói xong chưa đã mất tiểu quá à. Xong chưa đã mất tiểu quá à. Sau khi bọn em về ở cùng với nhau rồi thì hai gia đình của hai bọn em phản ứng như thế nào? Lúc đó gia đình của em thì chưa biết. Ừ.
sau khoảng 3-4 năm á, khoảng 3 năm mấy lần come out đó là gia đình mới biết. Là sau tập come out là gia đình mới biết. Dạ đúng rồi. Okay. Gia đình em á, còn gia đình công thì biết rồi. Ok, thế cho anh hỏi về phản ứng của gia đình Kỳ sau chương trình come out đi. Gia đình Kỳ cũng như là dễ rồi là dễ. Vậy mà nói xong cái nó bắt đầu đổi tên em thành con dâu luôn rồi. Cứ không kêu một câu nữa mà cứ về là nhất là ba Kỳ cứ về là con dâu. Nhưng mà cho anh hỏi là ví dụ như là khi mà mình chưa biết kết quả, nhưng mà khi cái tập come out phát sóng, cái cảm xúc của Công á, trước khi biết được kết quả như thế nào, em có nhiều nỗi lo? Dạ, lo rất là nhiều luôn, tại vì gia đình của em là coi như là khó lắm. Nói chung là ba mẹ em là biết rồi, còn bên nội bên ngoại thì cũng biết. Thì lúc mà tập come out vào kết thúc đó là em nhận được rất là nhiều cuộc gọi, rồi tin nhắn nữa, có ủng hộ có chửi cũng có. Thì em tạm em không nghe điện thoại trong một tháng trời. Em để cho mọi người kiểu giống như là lắng xuống một tí xíu, bình tĩnh hơn một tí xíu mới giải quyết. Em trả lời những tin nhắn mà ủng hộ trước. Mà những người ủng hộ thì đa số là bên ngoại của em. Còn bên nội thì hơi khó hơn. Khi mà anh nghe Công kể về cái câu chuyện phản ứng của gia đình Công á, anh mới thấy cái quyết định tham gia chương trình Come Out của hai bạn khá liều lĩnh luôn á. Anh không nghĩ là bọn em đã nghĩ cái điều gì mà dám come out một cách mạnh mẽ như vậy ở trên một chương trình truyền hình trước khi come out với gia đình. Ba mẹ Công thì chấp nhận rồi, nhưng mà để mà nói cho dòng họ hay là nói cho bà con nghe thì rất là khó, nên mình muốn tự mình giải quyết luôn. Kiểu như là trong cái thời điểm đó thì mẹ gặp rất là nhiều áp lực, nhưng mà xong rồi nó sẽ rất là thoải mái. Nên em cũng nghĩ là gọi là xuất phát từ tình thương á, kiểu như em cảm thấy thương mẹ. Nhưng mà mỗi lần mà khi mà về á, kiểu như mình phải nói dối, mà nói dối một câu rồi thì phải nói dối thêm nhiều câu khác nữa, vô tình rồi biến mình thành một người không có chân thật. Nên là thôi thì một lần mình nói ra hết, mình gánh chịu hết mọi thứ, để sau này khi mà người ta hiểu ra rồi thì họ cảm thấy thương mình hơn. Với lại thêm một cái câu chuyện nữa, đó là cái người mà kiểu như khó nhất mà bây giờ cảm thấy là thương mình nhất là có thể là bà nội. Tại vì lúc mà nội mà mới biết á, rất là sốc. Tại vì em là cháu đích tôn của bên nhà nội. Mỗi lần về là mỗi lần đem bánh, Kỳ đem bánh về cho nội. Nhưng mà tới lúc mà nội biết rồi thì là kiểu như là ừ, cái thằng này là đã gặp rồi nè, đã biết nó rồi nè, mà không ngờ nó như vậy. Kiểu như lúc đó hai đứa cũng sợ lắm. Mẹ là người giải quyết cái nút thắt của em và Kỳ với nội. Có một lần thì mẹ dẫn hai đứa đi lại gặp nội, kiểu như là một thời gian lâu lắm rồi em không có về nhà, không có gặp nội thì nội cũng nhớ, cũng chỉ hỏi thăm qua mẹ thôi. Thì lần đó về nhà thì lúc đầu thì không có nói gì hết, tới lúc mà sau cùng tự nhiên cái nói là Kỳ sinh năm 95, tuổi nghèo phải không, mà ở đâu ra cái nguồn thông tin đó, kiểu giống như một người rất là ghét Kỳ, rồi nhà ở Sóc Trăng hay gì đó, rồi hỏi là công việc gì ở ngoài thì lúc nào cũng nói là không chấp nhận, nhưng mà trong lòng quan tâm. Sau này về thì em hay là nhà nội nhiều hơn. Cái đợt hỏng vừa rồi là khi mà em có tiền mua một chiếc xe đó, xe ô tô đó. Cái lần đầu tiên mà khi chạy xe về, nội ghi nhớ luôn cái biển số xe ô tô. Là sau lúc mà tụi em đi ngang qua thôi, nội nhìn vô là nội biết là có. Tụi em về, tụi em nội lỗi là nhà em. Để mà gia đình mình có thể chấp nhận đó, đó là một cái quãng thời gian. Thì trong cái quãng thời gian đó bọn em có bổ sung kiến thức gì cho gia đình không? Anh nghĩ là nếu như mình bổ sung kiến thức cho bố mẹ hay là người lớn đó, thì họ sẽ hiểu được vấn đề, và khi hiểu rồi á thì họ dễ chấp nhận hơn. Em thấy bây giờ là người lớn người ta rất là hay luôn. Với lại có nhiều chương trình đó anh. Mẹ em đang coi những khóc hoài luôn. Mày nói sao không có coi cái chương trình này sớm hơn. Rồi có bao giờ bố mẹ hỏi hai bọn em ai chồng ai vợ không? Lúc đầu thì mẹ Công cứ nói sau lớn tuổi hơn không làm anh đi. cứ kêu Công làm anh hoài à. Em Công chỉ biết cười thôi. Em cũng chỉ biết cười thôi, chứ em biết nghĩa là sao. Mẹ em cứ gọi là làm anh đi, kiểu như là sợ làm em là bị lỗ vậy. Nó cứ kêu Kỳ là con dâu, thế mà có sao không chịu. Đúng không? Tại vì anh thấy như là này, hai bọn em đều có ngoại hình rất là nam tính luôn, nên người lớn nhiều khi họ nhìn những người mà mới á, hóa ra là ùa rồi hai đứa ai chồng ai vợ kiểu vậy, hỏi một cách rất là vô tư như vậy đó. Thật ra là tụi em á, tới bây giờ vẫn còn rất là nhiều tranh cãi về cái chuyện này. Tụi em xây dựng một kênh TikTok á, khi mà lên trên đó rồi tụi em quay clip lên là ai mà nhận ra được từ mail thì hỏi là còn xài qua lưu không, ai mà kiểu như mới lần đầu gặp thì hỏi là hay bóp ai chồng ai vợ,
rồi nhìn ông chồng này sao nhìn thấy nữ tính quá vậy. Nhưng mà em thì thấy vui. Hai gia đình của hai bạn đã có cơ hội gặp nhau chưa? Cũng nhiều lần, rất nhiều lần, rất nhiều lần. Rồi đi tổ chức đi chơi, ăn uống với nhau hay là sao em? Là cái lần gặp đầu tiên luôn là sau Khmer hay chứ? Trước Khmer. Trước Khmer đúng không? Là cái ngày mà Kỳ Khmer với lại má đó, là mẹ em mời má lên Cần Thơ để gặp mặt. Rồi coi như là nữa cho biết má biết nhà. Khi mà lên Cần Thơ thì mẹ tự động mẹ Khmer với má luôn. Ngày hôm sau là coi như là gia đình của em và gia đình của Kỳ là đi khu du lịch Nguyễn Khánh. Em nói cái bữa không ao á là nói là mời mẹ nói là thôi mời lên má lên chơi thôi chứ đừng không có nói gì đâu. Cái hồi hai bà mẹ nằm trong sao khóc khúc khích khúc khích. Cái hai đứa em đi qua. Mẹ kêu qua ha. Rồi mẹ mới kêu qua đó. Cái vô cái nói luôn chứ sao giờ lỡ rồi mẹ nói rồi thì bây giờ em không ao luôn. Nói kiểu như là em có chiến thuật trước rồi. À, vô cái hồ vợ này nó cho má đừng có ngăn cản á. Nhưng mà vô thì má rất là tâm lý. Trời có gì đâu, có gì đâu con này bình thường à. Không mà thật ra là má là người con nhiều hơn á. Má con tham ao rất là nhiều. Sau cái chương trình đó là má vui ra là má tao coi tham ao mấy cái chương trình về MCVT nhiều lắm. Thế là tốt rồi. Rồi cho anh hỏi là tất cả mọi thứ của hai bạn đến bây giờ đều ổn hết, tại vì anh vẫn xem Facebook của hai bạn. Thì tình hình dịch này, cái phần kinh doanh của mình nó có ảnh hưởng nhiều không? Tụi em kinh doanh online thì từ đó tới giờ nó không có bị ảnh hưởng về cái chuyện mặt bằng hay là phải thuê nhân viên. Thì tụi em tự kinh doanh, quản lý cái quỹ thời gian và cái nguồn vốn của mình tự động mình xoay. Cho nên là khi mà dịch tới thì mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời quá. Thế bây giờ mình chuyển sang luôn cái phần tật xấu đối phương đi, để xem có gì mặn mòi hơn xem nào. Kìa vui đi. Kìa vui đi. Tật xấu cũng không hả? Em thấy sau bao năm thì nó vẫn còn tật xấu, nó gọi là bị hơi bị lề mề thôi. Lâu lâu mới có coi chứ không phải lúc nào. Nhưng mà cái đó mình chấp nhận được. Ví dụ như là mình rủ đi ra ngoài đi là sẽ tốn thời gian tắm rửa thay đồ chọn quần áo rất là lâu đúng không? Thay vì nói tắm phong là giả sử lỡ bấm vô cái điện thoại cái là ngồi cả nửa tiếng sau đi đó. Bây giờ mỗi lần ra ngoài anh nghĩ đi một chuyến đi phải chuẩn bị bao tay nè, chứ không người không đeo rồi chai tay là sao đúng không? Rồi chuẩn bị nước nè, rồi chuẩn bị cái nhiều để tay mở nè, đỡ nón bảo hiểm, khẩu trang, không cái đó rồi áo khoác. Nhưng mà áo khoác nón khẩu trang thì cũng anh chuẩn bị hết. Em chuẩn bị hết rồi, tập kỳ là treo lên xe chậm xe xuống rồi xong rồi còn em lại như em chuẩn bị hết. Nhiều khi em cầm tùm lum á, mình về. Thế còn thật xấu của Kỳ nè, giận cái gì đó hoặc là không có đồng ý cái gì đó là im lặng. Mỗi khi mà cãi nhau hay là mỗi khi mà bất đồng quan điểm là Kỳ im lặng chứ không có nói ra ý kiến của mình. Ví dụ như là Kỳ giận cái gì đó rồi cái Kỳ im lặng luôn mấy tiếng đồng hồ hoặc là cả ngày luôn không nói chuyện với em. Bạn không biết là lý do gì luôn. Tới lúc mà cái em quạo lên, em chửi, em chửi một tăng. Rồi lúc đó sợ, ở đâu đồng ý không chịu nói ra. Mà chỉ có thế thôi, tật xấu của hai bạn chỉ bao gồm bao nhiêu đấy thôi. Còn gì nữa. Cái chỗ mà im lặng, cái em thấy cái đó là nó tốt mà. Thay vì hai người cùng nhau cãi lộn thì em nghĩ có một người im lặng nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ý của Công là em có thể im lặng để em dằn cái sự nóng nảy của mình. Nhưng mà sau đấy thì em phải nói cho Công biết là lý do tại sao em lại có cái cảm xúc đó. Chứ dạ đấy... có chứ anh, em cũng có nhưng không mà nó hơi lâu thôi. Hơi lâu. Phải chờ tới cả ngày hoặc là cả buổi rồi nói nha. Mà thường là em... Mà lâu lâu mới có trường hợp đó. Giả sử lâu lâu mà em thấy Công mà chỉ không quan tâm em hay là vô tâm với em á, là em bắt đầu em kiếm cái gì đó để gây cái sự chú ý. Bởi vì mệt lắm ơi. Có ngày cả đeo hay mệt lắm. Rồi bọn em có mong muốn thay đổi gì ở nhau không? Chắc là không thay đổi gì nữa. Đó là cái dự định đi ha. Còn cái mong muốn, cái dự định mong muốn là khoảng một năm sau nữa tụi em sẽ gán để có em bé. Quá tốt rồi. Từ hồi trong khao là tụi em cũng nói về cái dự định đó đó anh. Nên là bây giờ là cũng cố gắng anh đang kiếm tiền để có kiếm một em bé. Em có bàn về chuyện này với gia đình hai bên chưa? Và người lớn họ ý kiến như thế nào? Cũng bỏ hết mình luôn. Rồi, thế tất cả mọi thứ đều tốt. Thế thì chúng ta dành cho khán giả một nụ hôn thứ hai để cho mọi người thấy là rất lâu rồi khi mà quay trở về với một chương trình á thì mình vẫn còn rất là thắm thiết với nhau nè. Anh cần một cái nụ hôn gì?
Em có thể tặng khán giả nụ hôn gì? Em muốn hôn sang. Ôi, cỡ hôn má hay là hôn môi anh? Anh bảo là nếu như em thương khán giả đó thì em cho một nụ hôn đậm đà chút xíu. Còn nếu em không thương á thì em hôn đại cho xong cũng được, không sao. Không nhẹ thôi. Không nhẹ thôi. Trời, có kinh nghiệm nghe không anh? Không thương khán giả của chương trình lắm. Thay mặt Lộ Lộ và toàn thể chương trình Love Wins, anh chỉ mong là hai bạn sẽ luôn hạnh phúc như thế này. Anh nói thật là anh rất là vui khi được gặp lại những cặp đôi đã từng tham gia chương trình rồi. Và bây giờ anh vẫn thấy họ hạnh phúc. Và anh hy vọng là cái sự hạnh phúc này nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa. Và khi mà anh có dịp gặp lại bọn em ở ngoài hoặc là bất kỳ chương trình nào đấy, thì bọn em vẫn phải giữ được cái năng lượng này và cái cảm hứng này để truyền lại cho các bạn khác trong cộng đồng. Xin cảm ơn anh Tuân và cảm ơn chương trình rất là nhiều đã một lần nữa cho tụi em có thể lên chương trình và chia sẻ về cái câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng là tất cả các bạn trong cộng đồng mình đều được hạnh phúc mà đều được sống thật với lại chính hạnh phúc của mình. Rồi, cảm ơn bọn em.